Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị kim cương đen. Cây này form thiên nhiên nha mình nha. Cây này cực kỳ già luôn. Đây, thân này. Già nút cây nha. Cây này đang cắt giật chi cành nha. Cây này có mã số là 83, có tổng hoành gốc là 105. Cây cao tính từ cái mặt ươm này mà lên tới cái đầu thân chính là 67 nha. Đang nằm cái bầu ươm là 50. Rồi phôi này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh nha. Là 2 triệu 2 em bao ship nha mình. Phôi này là một người bê nặng nha mình nha. Cây cực kỳ già luôn. Rất là già nha. Hàng từ nuôi thuần lâu rồi nhưng mình an tâm luôn. Về nhà mình lên cái chậu mới cho nó ok luôn. Cây rất là già nha. Mình đã xem tham khảo luôn. Cẩm thị tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Cái này về mình chỉ việc lên chậu thêm cách trồng cho nó nữa là ok thôi. Cây rất là già, liền cốt nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Rồi mã số 83, giao lưu nhanh là 2 triệu 2 em bao ship nha. Một phôi cẩm thị kim cương đen. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.